biết về một cái khả năng rất đặc biệt của Phương Thanh, mà có thể là lên sóng truyền hình thì mọi người cảm thấy hơi e ngại, nhưng mà ở đây ấy, thì dễ. Mọi người chỉ tò mò nhất là từ khi nào mà Phương Thanh bỗng nhiên có khả năng tiên đoán tương lai. Duyên khởi nào dẫn đến điều đó? Em mà sánh sánh trên Facebook mà em phán trước thì cũng trúng thì thôi, em phán đại rồi. Không trúng thì trượt, không sao cả. Em không biết nói sao, câu này khó, cho em hát nữa. Chị hát? Coi bói hay là cái gì đó, tất cả mọi thứ ngoài khả năng ca hát thì nó là một cái duyên riêng của một hai người thôi. Ngồi đây mà nói rồi, chật nó sẽ chết em. Trong chương trình này có một bài sinh nhân cover lại. Thà làm thân chim bay quên lá, quên hết đi rối rã trên đời, và hãy sống như trẻ thơ. Khi ánh dương nắng mai quay về thì đúng không? Đây là một cái bài hát mà chắc mọi người cũng có thể đã nghe, cái bản gốc rất là một cái bài rất khó. Thì hôm đấy cả Phương Thanh và cả người đã đưa cái bài này cho Phương Thanh và tin rằng Phương Thanh sẽ hát được, đều nói rằng bài này rất khó. Nhưng mà khi mà nghe Phương Thanh hát, thực sự là hôm đấy cả ekip và mọi người rất là xúc động, bởi vì nó liên quan đến câu chuyện Phương Thanh đã chia sẻ trước đấy, là đã có một giai đoạn gần như là cô mất hoàn toàn giọng hát của mình. Vậy mà bằng một cách nào đó, một cái sự kỳ diệu nào đấy mà giọng hát thì nó trở về, thậm chí không chỉ là trọn vẹn mà nó còn hay hơn để có thể hát được những cái bài mà cả những cái quãng mà trước đây hình như Phương Thanh chưa bao giờ là hát đến được. Khoảng độ hơn 2 khoảng 8 rồi, này gần 4 khoảng. Gần 4 khoảng. Và cái bài mà Phương Thanh đã post trên Facebook á, sẽ cover lại rất khó. Và hát và âm thanh như thế nào chịu mới nổi, chứ còn nếu mà ngồi hát không thì cũng không chịu được. Bởi vì âm thanh cũng là một phần sao kỹ thuật hỗ trợ cho cái bài đó rất nhiều, và bài đó cũng không thể nào hát đại chúng từng lần được. Nhưng mà trong 60 phút được rỡ, Phương Thanh nghĩ là Phương Thanh khoe đúng, đúng nơi và chọn đúng chỗ để khoe. Xin cảm ơn rất nhiều. Đấy, xin mọi người xem cũng có thể chia sẻ về cái chương trình 60 phút rực rỡ của mình. Xin cảm ơn Minh Đức và xin được kính chào quý vị, quý vị khách quý. Thưa quý vị thân mến, có thể nói là 60 phút rực rỡ là một món quà dành cho những người nghệ sĩ. Chúng tôi là những nghệ sĩ có thể hát rất nhiều sân khấu, chương trình lớn nhỏ, và thậm chí có những live show rất là lớn của như là của chị Phương Thanh, của Văn Hà. Nhưng để được xuất hiện trên truyền hình 60 phút, đó là một cả một vấn đề, một sự cố gắng rất là lớn của phía bên nhà sản xuất cũng như là phía bên đài. Nó cho phép tất cả nghệ sĩ được tỏa sáng, được rực rỡ trên sân khấu này. Nó như một cái cuốn phim quay lại những cái quá trình từ những lúc mình bước vào nghề, những người bạn, những người khán giả yêu mến những bài hát nó như thế nào. Nó có những người bạn họ chia sẻ với mình trên sân khấu những cái tình cảm mà đôi khi mình cũng không ngờ tới, là đến bây giờ họ vẫn còn nhớ được. Và điều đó đặc biệt là khán giả hoặc là anh chị báo chí chưa bao giờ được nghe chính người nghệ sĩ hoặc là cái người khách mời đó họ đã một lần kể qua, và họ chỉ kể trên sóng truyền hình của 60 phút rực rỡ mà thôi. Ngày hôm đó Nguyên Vũ còn nhớ là Nguyên Vũ vào lúc 11 giờ rưỡi trưa, chương trình hẹn Nguyên Vũ là 11 giờ rưỡi trưa, nhưng mà trước số đó là chị Phương Thanh chỉ quay. Và chính vì cái sự mà ra vào không vào kịch bản của chị đó mà làm cho em chờ đến 3 giờ chiều em mới được quay, chị có biết không? Ai kêu nôn gì, ta quay từ 10 giờ sáng tới 2 giờ mình nôn thì sớm mình chết tháng chiều. Trời, cái chương trình này mà quay 11 giờ rưỡi xong thì mình chờ. À, tôi biết đó, bị dụ mà nôn phải nôn chứ. Và thực ra thì đối với một người mà trên sân khấu được quay lại những bài hát mà khán giả đã từng yêu mến, hoặc là những bài mà đã là một ký ức rồi á, thì chắc chắn là nó sẽ có rất nhiều kỷ niệm, và trong đó nó xen vào trong đó rất nhiều tình cảm. Và rất cảm ơn đài truyền hình VTV9 cũng như là Jet Studio đã tạo ra những món quà cho những người nghệ sĩ, mà Nguyễn Vũ tin chắc rằng là nếu như chương trình của chị Ngọc Ánh hay Nam Cường hay một người nghệ sĩ nào đó được thực hiện trong cái chương trình này, chắc chắn rằng là sẽ khi mà về rồi đó, quay xong hết dù rất là mệt, nhưng mà khi về tới nhà cái cảm giác nó vui, nó hạnh phúc, nó vẫn còn động lại cho đến khi về tới nhà.
bởi vì nó giống như là một cái sự việc mà người ta nhắc đến mình, người ta còn nhớ tới mình. Đó là một cái món quà phải nói là rất là lớn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và Nguyên Vũ hy vọng là sắp tới chương trình 60 phút rực rỡ sẽ còn có rất nhiều món quà bất ngờ nữa trong cái chương trình 60 phút rực rỡ dành cho tất cả các anh chị nghệ sĩ đã có quá trình đi diễn suốt 20 mấy năm trời với Nguyên Vũ. Nó như một cái show mà để thể hiện lại tình cảm của mình đối với lòng tri ân của mình đối với khán giả của truyền hình.